Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giành được sự tin tưởng của các chính phủ phương Tây bằng cách từ chối sử dụng vũ khí mà họ cung cấp cho các cuộc tấn công bên trong nước Nga và ưu tiên nhắm vào mục tiêu quân Nga bên trong biên giới Ukraine. Nhưng khi thảo luận trong nội bộ, nhà lãnh đạo Ukraine đã đề xuất đi theo một hướng táo bạo, chiếm các làng mạc của Nga để giành lợi thế trước Moscow, đánh bom một đường ống vận chuyển dầu của Nga đến một nước thành viên NATO là Hungary và bí mật lập kế hoạch cho các tên lửa tầm xa tấn công mục tiêu bên trong biên giới của Nga. Theo các tài liệu mật, tình báo của Mỹ mô tả chi tiết các liên lạc nội bộ của ông với các phụ tá hàng đầu và các nhà lãnh đạo quân sự Ukraine. Các tài liệu này vốn chưa được tiết lộ trước đây, là một phần của vụ rò rỉ rộng rãi hơn các tài liệu mật của Mỹ được lưu hành trên nền tảng tin nhắn Discord và được The Washington Post thu được. Tài liệu cho thấy Zelensky là một nhà lãnh đạo với bản năng hiếu chiến, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh trước công chúng như là một chính khách điềm đạm, khắc kỷ, đã trưởng thành từ việc đối đầu với một cuộc chiến tàn bạo từ Nga. Thông tin chi tiết được thu thập thông qua các liên lạc kỹ thuật số bị giải mã, cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về các cuộc thảo luận của Zelensky với các phụ tá giữa các cuộc tấn công tên lửa, các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng và tội ác chiến tranh của Nga. Lầu Năm Góc, nơi các nhà lãnh đạo quân sự cao của Mỹ được thông báo về các vấn đề được nêu trong các tài liệu rò rỉ, đã không tranh cãi về tính xác thực của những tài liệu này. Một số trường hợp cho thấy Zelensky đang kiềm chế tham vọng của cấp dưới. Trong một số người khác, Zelensky là người đề xuất các hành động quân sự mạo hiểm. Trong một cuộc họp vào tháng 1, Zelensky đã đề nghị Ukraine tiến hành các cuộc tấn công ở Nga trong khi di chuyển lực lượng bộ binh Ukraine vào lãnh thổ kẻ thù để chiếm các thành phố biên giới chưa xác định của Nga. Theo một tài liệu có nhãn tuyệt mật, tài liệu này cho biết mục tiêu sẽ là tạo đòn bẩy cho Kiev trong các cuộc đàm phán với Moscow. Trong một cuộc gặp riêng vào cuối tháng 2 năm 2023 với tướng Valery Zaluzhny, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, Zelensky bày tỏ lo ngại rằng Ukraine không có tên lửa tầm xa có khả năng vươn tới các điểm triển khai quân Nga ở Nga cũng như không có bất cứ thứ gì có thể tấn công họ. Zelensky sau đó đề nghị Ukraine tấn công các địa điểm triển khai không xác định ở Rostov, một khu vực ở phía tây nước Nga, bằng cách sử dụng máy bay không người lái thay vì tên lửa, theo một tài liệu khác. Trong cuộc gặp giữa tháng 2 với Phó Thủ tướng Yulia Sviridenko, Zelensky đề nghị Ukraine làm nổ tung đường ống dẫn dầu Druzhba do Liên Xô xây dựng cung cấp dầu cho Hungary. Zelensky nhấn mạnh Ukraine nên nổ tung các đường ống và phá hủy ngành công nghiệp của Viktor Orbán của Hungary, vốn chủ yếu dựa vào dầu mỏ của Nga. Kể chi tiết về cuộc trò chuyện này, các quan chức tình báo thừa nhận rằng Zelensky đang bày tỏ cơn thịnh nộ đối với Hungary và do đó có thể đưa ra những lời đe dọa cường điệu và vô nghĩa. Một lời thanh minh không hợp lý khi mà Zelensky đã từng đề xuất các hành động quân sự táo bạo. Mặc dù Hungary trên danh nghĩa là một phần của Liên minh phương Tây, nhưng Orbán được nhiều người coi là nhà lãnh đạo thân thiện với Điện Kremlin nhất ở châu Âu. Khi được hỏi liệu ông có đề xuất chiếm đóng các vùng của Nga hay không, Zelensky trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Post ở Kiev đã bày tỏ những tuyên bố của tình báo Mỹ là ảo tưởng, nhưng bảo vệ quyền sử dụng các chiến thuật độc đáo của mình để bảo vệ đất nước Ukraine. Ukraine có mọi quyền để tự bảo vệ mình và chúng tôi đang làm điều đó. Ukraine không chiếm đóng bất cứ quốc gia nào mà ngược lại. Khi có quá nhiều người chết và có những ngôi mộ tập thể và những người dân của chúng tôi bị tra tấn, tôi chắc chắn rằng chúng tôi phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Việc sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào bên trong nước Nga là một chủ đề đặc biệt nhạy cảm đối với Nhà Trắng, vốn đã từ lâu lo ngại rằng cuộc xung đột Ukraine có thể leo thang ngoài tầm kiểm soát và dẫn đến một cuộc đối đầu thảm khốc giữa Mỹ và Nga, các cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Mặc dù Washington đã cung cấp cho Zelensky vũ khí tiên tiến trị giá hàng tỷ đô la, nhưng Tổng thống Biden đã liên tục từ chối yêu cầu của nhà lãnh đạo Ukraine về ATACMS tầm xa, viết tắt của hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa tới 185 dặm. Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Biden đã nói Mỹ không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho Ukraine tấn công ra ngoài biên giới của mình. Khi được hỏi về thông tin tình báo cho thấy ông đã cân nhắc việc sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công Nga, Zelensky nói rằng đó không phải là điều Ukraine muốn làm. Ông nói không ai ở đất nước chúng tôi ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công hoặc pháo kích vào lãnh thổ Nga. Không rõ liệu Mỹ có chia sẻ nội dung về âm mưu của Zelensky với các quốc gia đồng minh hay không, nhưng Tổng thống Ukraine tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các chính phủ phương Tây. Những nước đã cung cấp cho ông một loạt vũ khí ngày càng tinh vi phức tạp. Tuần trước, Anh trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Storm Shadow, một hệ thống tên lửa hành trình, có khả năng tàng hình, có tầm bắn 155 dặm, vượt xa tầm bắn 50 dặm của các bệ phóng HIMARS do Mỹ cung cấp. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết ngày 13 tháng 5 rằng tên lửa sẽ mang lại cho Ukraine cơ hội tốt nhất để tự vệ và sẽ chỉ được sử dụng trong lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Anh tại Washington từ chối bình luận về việc liệu những nhận xét bị rò rỉ của Zelensky có thể khiến London tạm dừng quyết định của mình hay không. Chính quyền Biden cho biết các bình luận bị nghe trộm của Zelensky không phải là nguyên nhân khiến chính quyền Mỹ giữ lại ATACMS. Ukraine đã nhiều lần cam kết sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp một cách có trách nhiệm và chiến lược khi cần thiết để chống lại sự xâm lược của Nga, và chúng tôi tin rằng mọi việc sẽ tiếp tục đúng như vậy, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, và cũng như những người khác được phỏng vấn, ông xin phép được giữ kín danh tiếng do vấn đề quá nhạy cảm. Kể từ năm 2022, Zelensky đã hứa rằng Ukraine sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công bên trong nước Nga, một cam kết mà Nhà Trắng cho biết ông đã thực hiện cho đến nay. Một quan chức chính quyền cấp cao cho biết Tổng thống Zelensky đã giữ lời hứa với Tổng thống Biden và chúng tôi không tin rằng điều đó sẽ thay đổi. Tướng McMilley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nói với Defense One vào tháng 3 năm 2023 rằng một lý do cho việc không cung cấp tên lửa tầm xa là Mỹ có tương đối ít ATACMS và phải để dành cho nhu cầu phòng thủ của mình. Tuy nhiên, Zelensky cho biết ông tin rằng Mỹ không gửi vũ khí vì họ không tin tưởng Kiev. Tôi nghĩ họ sợ rằng chúng tôi có thể sử dụng chúng trên lãnh thổ Nga, Zelensky nói với phóng viên Washington Post. Nhưng tôi sẽ luôn nói với các đối tác của mình, chúng tôi có một mục tiêu ưu tiên mà chúng tôi đang chi tiêu các gói đạn dược mà chúng tôi nhận được, và chúng tôi tập trung cho việc giải phóng các lãnh thổ của Ukraine. Mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine đã sử dụng tên lửa của phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng đối với việc sử dụng máy bay không người lái có vũ trang của Kiev thì đó là một câu chuyện khác. Các vụ nổ do máy bay không người lái gây ra đã trở thành chuyện thường xuyên ở Nga, bao gồm cả ở Rostov, nơi một máy bay không người lái đã đâm vào một nhà máy lọc dầu. Các quan chức Ukraine thường bày tỏ thái độ mập mờ về các vụ việc, ám chỉ rằng họ là người thực hiện mà không trực tiếp nhận trách nhiệm về nó. Hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tháng 12 vào căn cứ không quân Engels của Nga ở Saratov, cách biên giới Ukraine tới 370 dặm cho thấy rằng chúng tôi, tức là người Ukraine, có khả năng vươn xa hơn nhiều km so với những gì mà người Nga có thể hình dung. Đó là phát biểu của thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov. Đầu tháng 5 năm 2023, Nga cáo buộc Ukraine dàn dựng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm sát hại Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Các video lan truyền trên mạng xã hội được The Washington Post xác minh cho thấy hai máy bay không người lái lao thẳng về phía Điện Kremlin khoảng 2:30 sáng địa phương. Cáo buộc đã bị các quan chức Ukraine, bao gồm cả Zelensky, bác bỏ mạnh mẽ. Không phải tất cả các tài liệu mật đều cho thấy Zelensky đang thúc đẩy hành động quyết liệt hơn. Một tài liệu mô tả một kế hoạch do cơ quan tình báo quân đội Ukraine lên kế hoạch vào năm 2022 nhằm tiến hành các cuộc tấn công bí mật vào lực lượng Nga ở Syria với sự giúp đỡ bí mật của người quốc. Kế hoạch chi tiết sẽ mở ra một hướng chiến trường mới cách Ukraine hàng nghìn dặm. Nhưng vào tháng 12 năm 2022, ông Zelensky đã chỉ đạo các trợ lý của mình ngừng lập kế hoạch cho các hoạt động chống lại quân Nga ở Syria, tài liệu viết, mà không giải thích lý do tại sao kế hoạch lại bị hủy bỏ. Zelensky trong cuộc phỏng vấn gần đây cho biết ông có quyền tìm hiểu hàng loạt các lựa chọn quân sự. Tôi có rất nhiều tướng cùng làm việc với tôi, và đây chỉ là cuộc trò chuyện cá nhân mà thôi. Cuộc chiến cơ bản là về việc Nga chiếm đóng Ukraine, Ukraine phải chiến thắng, Zelensky nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.